Cô ơi, cô cho tôi hỏi là tiền chạy thận đó là thanh toán từng đợt hay là ra viện mới thanh toán vậy cô? Dạ, đợt nào đóng đợt đó chị ạ. Cô cho tôi hỏi là bệnh nhân Tú đó nằm ở phòng số 5 á, là cái tiền chạy thận đó thanh toán chưa cô? Chị chờ một chút. Dạ. Đã có người thanh toán mấy đợt rồi chị ạ? Cô kiểm tra lại giùm coi có lộn với ai không? Làm sao mà nhầm được chị? Chị là người nhà của bệnh nhân mà sao chị không biết vậy? À, cô ơi, cô cho tôi hỏi là ai thanh toán tiền vậy cô? Biên lai ghi tên ông Đỗ Công Hùng Vĩ ạ. Cảm ơn cô. Dạ, không có gì ạ. Có lẽ bây giờ mình chưa nên nói gì với ông ta. Chờ con Lam bán được nhà xong, lấy 200 triệu gửi trả ông ta, thế là xong. Phong à, có phải con và ba con á đang giấu má vấn đề gì phải không? Đâu có đâu má. Thì má đang hỏi con đó. Nhưng mà con có biết chuyện gì đâu. Nếu má không tin á thì má cứ hỏi ba đi. Vậy thì má hỏi con, tại sao á má không đồng ý cho con yêu Tú, ba con á thì đồng ý, sau này á má giả bộ đồng ý thì ba con lại phản đối, lý do sâu xa cụ thể là gì? Thì con làm gì mà biết được ý của ba. Còn con á, không thích Tú nữa là vì con nhận thấy tính tình của hai đứa không có hợp nhau. Cứ cho là như vậy đi. Chứ sao, nghe Tú bị bệnh, hai cha con giả bộ làm ngơ. Đến má nè, không ưa gì nó, mà má không làm lơ được nữa. Tại sao vậy? Làm lơ gì đâu má. Má nói lạ chưa, con cũng tới bệnh viện thăm Tú, nhưng mà Tú giận con, đuổi con về. Đuổi thì về, chẳng lẽ bây giờ má muốn con tới năn nỉ Tú sao? Nè, sao má cảm thấy con Tú có nét gì đó giống ba con dữ lắm, con có thấy vậy không? Giống gì đâu, chắc là má ghen quá rồi nhìn gà quá cuốc phải không? Ghen cái gì, ai mà thèm ghen với ba con. Phải rồi, con cũng nghĩ á, má đâu bao giờ hạ thấp giá trị của mình đâu, đúng không? Chị được cái lẻo Con nói thật chứ bộ. mép à. Vậy con Tú năm nay bao nhiêu tuổi? Hình như là Tú thua con 1 tuổi. Sinh nhật của nó hồi nào? Con không có nhớ nữa. Mà con không nhớ sinh nhật của con Tú, nói thiệt đi. Khổ quá, có giấu gì đâu, sao má đa nghi quá vậy? Năm nào á con cũng mua quà sinh nhật tặng Tú, sao không nhớ được? Tại bây giờ má hỏi ngang xương quá, làm sao con nhớ được. Hình như là Tú sinh cuối năm, con thì đầu năm. Có nghĩa là cùng năm 85 hả? Dạ. Sinh cuối năm 85 thì phải mang thai đầu năm 85. Mà hè năm 85 thì ổng mới về nước. Như vậy không có liên quan gì sao? Thôi, má không hỏi gì nữa, con đi nha. Khoan đã, con cố nhớ chính xác cái ngày tháng năm sinh của con Tú đi. Mà nếu không nhớ thì con hỏi bạn bè giùm má. Con mà cũng không nhớ thì bạn bè con cũng không nhớ, làm sao mà hỏi được má. Vậy thì hỏi thẳng nó, hay là hỏi chị Lam, hay là mẹ Tú. Má kỳ ghê á. Lỡ Tú hoặc chị Lam á, má Tú gặp con cũng hỏi, nghỉ chơi với nhau rồi còn hỏi ngày sinh nhật làm gì. Bây giờ con biết trả lời như thế nào đây? Hay là bây giờ con nói thẳng là má nhờ hỏi nha. Mình đã có cách rồi. Nói gì đi chứ. Ủa má,
Chị Lam có điện gì cho má không? Có. Chị Lam đã liên hệ với bệnh viện ghép tạng tốt nhất ở Singapore rồi. Hôm nay chị Lam làm việc trực tiếp với ngân hàng nội tạng. Kết quả như thế nào thì chị Lam báo cho má liền. Vậy là có khả năng con được ghép thận phải không vậy má? Phải được chứ con, nhất định là phải được. Má, con làm khổ má với chị hai nhiều quá phải không? Thôi, đừng có suy nghĩ vẩn vơ nữa. Bây giờ đổi ngược lại, má và chị Lam bị bệnh, con có làm ngơ được không? Ừ, con biết, má và chị thương con nhiều lắm. Thôi, con cũng có những nỗi buồn riêng, má hiểu mà. Má chưa hiểu hết con đâu, con thương hơn má tưởng nhiều. Dù gì đi nữa, con cũng là cục cưng của má mà. Má nói vậy là má đã sẵn lòng tha thứ hết cho con phải không? Không tha thứ cho con thì làm sao má làm mẹ được. Sau này con sẽ làm mẹ, con sẽ hiểu mà. Bà, con nghĩ là má đang nghi ngờ ba đó. Ba cần phải cẩn thận đó nha. Ba biết. Có lúc ba muốn nói thật mọi chuyện với má con, cho lòng mình được thanh thản con à. Nhưng tính tình của má con thì con cũng biết rồi đó. Mà lỗi của ba dù sao cũng đã gây ra, không thể sửa chữa được nữa. Con hiểu ba, lỗi lầm thì ai mà chẳng có. Nhưng hậu quả của nó thật là khôn lường. Nhất là làm sao đừng để ảnh hưởng tới Tú và cô Thục. Hai mẹ con của Tú và cô Thục phải chịu quá nhiều cay đắng và tủi nhục đó ba. Ba biết, đó là điều mà suốt đời ba không thể tha thứ cho mình. Là đàn ông, con cũng thông cảm cho ba lắm. Như vậy, con cũng đừng để sai lầm như ba nha con. Dạ, con biết rồi. Ông ơi, thằng Hưng á, sao lâu nay nó ít điện thoại về nhà quá vậy ông? Thì có chuyện gì nó mới gọi. Nó cũng phải lo làm ăn. Chứ không lẽ ăn rồi cứ ngồi gọi điện cho bà hoài à? Tôi nhớ con, tôi mới nhắc. Tự nhiên ông cằn nhằn tôi là sao? Chứ bộ bà tưởng tôi không nhớ tụi nó hả? Ừ thì mình nói với thằng Hưng á, nếu mà không xin nghỉ được á, thì bỏ việc làm về đây luôn đi ông. Đúng là đàn bà cốc ngồi đáy giếng. Người ta có hợp đồng lao động đàng hoàng, chứ đâu phải việc nhà đâu mà muốn làm cũng bỏ. Rồi còn danh dự quốc gia nữa chứ. Thì vậy tôi mới hỏi ông. Thôi, Na đừng nhắc đến anh Phong của Na nữa. Chị không muốn nghe những chuyện như vậy đâu. Thôi, chị đừng có buồn nữa. Em á cũng thấy bất bình giùm chị á. Đàn ông gì đâu á, mà tệ bạc muốn chết luôn á, đúng không chị? Ông trời á cũng có mắt lắm. Chị ráng á điều trị cho khỏe. Mai mốt chị sẽ gặp được một người á hả, yêu thương chị hơn là anh Phong nhiều luôn. Lúc đó hả, cho anh Phong sáng mắt ra. Chị không nghĩ như em đâu. Thiệt á, em nói thiệt luôn á, tại chị hiền quá thôi. Chứ gặp em á hả, là hả anh Phong te tui với em từ lâu lắm luôn rồi đó. Mà chị ơi, ngày mai em đi du học rồi. Em tới đây á là thăm và chào tạm biệt chị. Chị ráng mau điều trị cho khỏe nha. Chị cảm ơn Na. Trời ơi, chị có cần phải khách sáo với em vậy không? Chị với em á là chị em với nhau mà, đúng không? Cho dù chị với anh Phong có như thế nào đi nữa thì em vẫn quý chị mà. Thôi chị nghỉ nha, em đi về. Chúc Na đi mạnh giỏi, thường lộ bình an nha. Dạ. Em sẽ thường xuyên gọi điện thoại về cho chị nha. Ủa mà chị, sinh nhật của chị ngày mấy giờ? Mà em hỏi chi giờ? Trời ơi, thì chị em biết nhau mà, phải biết ngày sinh nhật của nhau để có gì tặng quà cho nhau chứ. Sinh nhật của chị là 30 tháng 4. 30 tháng 4? Năm 1985, phải không? Trời ơi, sinh nhật của chị dễ nhớ dễ sợ luôn. Đúng ngay là cái ngày mà 10 năm sau giải phóng á. Còn sinh nhật của em là chị cũng phải nhớ đó nha.
Chị cũng biết số điện thoại của em rồi đó. Thôi em về nha. Bye bye chị. Bye chào bye em, chị. Bye bye. Ai vậy con? Dạ, nè, em gái của Phong đó má. Cô ta tới đây làm gì? Tới thăm con. Nga không biết chuyện gì đâu, má đừng lo. Má. Sao rồi con? Dạ, chị Tú á, tội nghiệp lắm á má. Bây giờ á, đang chờ người cho thuận thai. Nếu không á, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện đó thì má biết rồi. Má có chuyện muốn hỏi con á, là ngày sinh nhật của con Tú. Thì má cứ để từ từ con nói. Mà sao con nghĩ lạ quá à? Tự nhiên má hỏi ngày sinh nhật của chị chi không biết nữa. Thì không phải là chuyện của con. Bên đó họ nói sao con? Thì má cũng biết đó. Kiếm được một người hiến thận cũng không phải là dễ. Hơn nữa, theo lời khuyên của bác sĩ nói là tìm thận của người cùng huyết thống cho nhau thì cơ thể sẽ tiếp nhận dễ dàng hơn. Mà quá trình cấy ghép á, thì cũng dễ hơn má à. Thôi được rồi, cũng chưa phải là hết cách đâu. Ngày mai con đi làm giấy tờ sang tên hết cho họ đi, rồi lấy hết tiền về, có tiền rồi mình tính. Dạ. Như vậy là thằng Phong với con Tú sinh cùng năm cùng tháng. Chị khác đứa cuối tháng, đứa đầu tháng. Đúng dịp ông ấy về nước rồi. Vậy mà thằng Phong nó dám nói đứa đầu năm, đứa cuối năm. Thằng Phong nó không nhớ hay là nó cố tình nó nói sai? Nếu cố tình, hiển nhiên là có vấn đề. Được, vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn. Má, không giúp con xếp quần áo vô vali mà ngồi đen chi vậy? Thì mọi thứ má đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Con chỉ cần xếp vào vali là được. Mà làm không được sao? Con gái phải tự lập cho nó quen. Lớn chồng ngồng rồi. Nhưng mà con xếp không hết. Má xếp giùm con đi. Ba của con đâu rồi? Con đâu có biết ba đâu. Chứ không phải ba của con đi làm về rồi sao? Dạ, thì về rồi. Nhưng mà đi nữa rồi. Con tưởng là ba nói với má chứ. Nói gì mà nói. Thôi, để đó tối má xếp cho. Má đang có công chuyện gấp. Má đi ngay bây giờ. Má đi nha. Dạ. Cô đã nói với thầy hiệu trưởng rồi, trường mình đang thiếu giáo viên dạy văn, nhất là giáo viên hàng U như em. Thầy hiệu trưởng bảo em cứ yên tâm điều trị đi, khi nào khỏe thì thầy sẽ nhận em về giảng dạy. Được về trường cũ giảng dạy là tốt quá rồi đúng không cô? Được kết quả như vậy cũng là nhờ sự nỗ lực của Tú đó. Nhưng mà ở trường ai cũng biết lúc trước em hư hỏng lắm mà cô. Ngã chỗ nào đứng lên chỗ đó, vậy mới là hay, đúng không em? Dạ. Con ra bưu điện gửi trả cho ông ta 200 triệu đi, còn bao nhiêu gửi ngân hàng, vừa có lời mà khi nào cần thì mình rút ra thôi, chứ để ở nhà nguy hiểm lắm. Dạ con biết rồi má. Má à, nhưng trước sau gì cũng phải ghép thận cho em con, ghép càng sớm càng tốt, kéo dài thời gian chạy thận.